Đây là 5 động tác dành cho các bác trước khi đi ngủ, giúp cho hết tê mỏi chân sau một ngày làm việc hay đi lại. Đồng thời nó là giúp cho các bác ngủ ngon các bác nhé. Các bác tập theo nha. Các bác trước khi đi ngủ thì nằm trên giường. Điều động tác đầu tiên là ta tập động tác háng nhé. Các bác quay 7 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta lại quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta quay khớp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta quay khớp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo là ta quay cổ chân nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác tiếp theo là động tác đạp xe đạp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giơ cao lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn có thể là đạp xe đạp nhiều hơn nhé. Và động tác tiếp theo là động tác co gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.